Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 7 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku vào sáng ngày 6 tháng 11 khiến một chiếc taxi của hãng Hùng Nhân lật nhào. Thông tin ban đầu từ tài xế, người dân chứng kiến và lực lượng chức năng cho biết, vào khoảng hơn 8 giờ sáng, anh Lương Tấn Phương, sinh năm 1986, ngụ tổ 14 phường Hội Thương, thành phố Pleiku, điều khiển chiếc taxi Hùng Nhân mang biển kiểm soát 81A05675 theo hướng từ ngã ba Hoa Lư ra vòng xoay Hoàng Anh Gia Lai. Khi đến đoạn đường trên thì gặp chiếc xe tải lưu thông cùng chiều mang biển số 81C04051 do anh Dương Quang Hoàng, sinh năm 1984, ngụ tại xã Hòa Phú, huyện Chư Bả cầm lái, đang có ý định chuyển hướng sang đường. Anh Phương thắng xe và bẻ lái sang trái để tránh thì bất ngờ lốp xe trước nổ tung khiến xe văng ra và lật nhào trên đường. Vì chưa va chạm nên xe tải không thiệt hại gì, chiếc taxi bị vỡ kính và hư hỏng một số bộ phận. Rất may, tài xế Phương cũng không bị thương tích. Ngay sau vụ tai nạn, công an thành phố Pleiku đã kịp thời có mặt xử lý, cho cứu hộ xe taxi và phân luồng giao thông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.